Minh Trung xin kính chào quý bà con. Kính thưa bà con, hôm nay Trung và trong công ty Sinh Hồng tiếp tục về lại Đồng Tháp và ghé thăm ruộng bí đao của anh Quắn. Thì anh đang trồng giống bí đao sen hồng SH64. Hôm nay thì anh cũng bắt đầu cho thu hoạch rồi. Thì Trung và anh công ty Sinh Hồng ghé lại sẵn làm một cái phóng sự ngắn để mời bà con mình xem coi là giống bí đao sen hồng nó phù hợp trên đất của Đồng Tháp như thế nào nha bà con. Minh Trung xin được giới thiệu đến bà con mình. Đây là chỗ anh Quắn, là chủ ruộng bí đao mình đang xem ở đây. Dạ, em chào anh. Dạ. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi là mình đang trồng giống bí đao gì trên ruộng đây anh Quắn? Thì ông giống sen của công ty Sen Hồng nè. Trồng, sen Hồng. Thấy nó cũng đạt lắm. Dạ, diện tích mình làm đây là được bao nhiêu? 3.000 mét vuông ạ. 3.000 mét vuông. Cho em hỏi thăm là về anh mình tự gieo nhà hay là... Mình gieo vô bầu. Gieo vô bầu. Tỷ lệ nảy mầm nó như thế nào anh? Mầm cũng tốt lắm, để mầm khoảng 80%. Dạ, rồi gieo vô bầu như vậy rồi cỡ bao nhiêu ngày mình mới đem ra mình trồng ở ruộng anh Quắn? Khoảng cứ tuần. Tuần lễ ha. Tuần lễ. Dạ. Thì em thấy là giờ có người thì ta bỏ học trực tiếp, có người thì bầu, thì anh thấy được cái ưu điểm của cái bầu ra như vậy đó, thì nó được cái lợi thế gì anh Quắn hả? Cái mình bầu thì mình đặt nó đều hơn. Ra cái con nó đều ngoài ruộng ha. Cái con nó đều hơn, còn dạ. Mình gieo vô cái khai á thì nó không đạt bằng. Dạ. Cái thai thì nó mất sức. Như nó ảnh hưởng tới rễ hay sao anh? Ảnh hưởng rễ. Còn này mình bầu là bầu gì? Bầu lá chuối hay là bầu? Bầu lá chuối. Bầu lá chuối. Mình quắn rồi mình đặt cái là nó đều lắm. Dạ. Đều là nước cái dàn trái mình, dàn dây mình nó cũng đều nữa. Dạ. Còn mình để trong cái khay thì mình đặt là nó bị mất sức. Để cái khay mất sức hơn ha. Sức. Dạ. Còn cái bầu chuối mình đặt cái ruộng cây rồi. Đúng rồi. Dạ. Thấy được cái giống bí sen hồng SH64 nè, thì anh thấy được cái khả năng phát triển của giống như nào anh? Nó phát triển từ nhỏ tới lớn thấy nó ít bị bệnh. Ít bị bệnh hả? Ít sâu bệnh lắm. Ít sâu bệnh. Tỷ lệ trái nó ra trái cặp nó cũng nhiều nữa. Trái cặp là sao anh? Là trái cặp là cũng như trái đôi gì nè. À, cái hai mắt hai trái liên tiếp phải không? Hai mắt có khi ba trái luôn nè, đây ba trái nè. Dạ, có nghĩa là giống bí 64 này là anh đánh giá là nó khả năng ra trái tốt và đậu trái tốt đúng không anh? Đúng rồi. Đạt hơn mấy cái giống bí hồi xưa anh trồng. Dạ. Đạt hơn nhiều lắm. Ừ. Còn mẫu mã trái anh, mà dạng trái này như nào ta? Cái mẫu mã trái thì nói chung cái dạng cái màu xanh này thì nó dễ bán hơn cái loại khác. Nó không có bị đóng phân đầu. Dạ. Đó. Mà trái nó dài, nó năng nữa, nó thị trường nó ưa chuộng lắm. Trái còn, dài đăng thị trường ưa chuộng. Đúng rồi. Ừ. Còn cái giống bí khác thì cái da nó hơi đen, sậm quá. À, như cái màu đây thì bạn hàng ta thu mua tốt hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. À, rồi nãy có nghe anh nói một ý là bí sen hồng 64 này để lâu là trái nó cũng không có bị đổ phấn nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Để có thể mình bỏ qua chừng 2 ngày sau mình 3 ngày cũng được nữa. Dạ. Nó ít bị đóng phấn lắm. Ít bị đóng phấn ha. Đầu. Dạ. Dễ bán. Tại dạ. Vì có lúc cận Tết anh bán cận Tết mà còn cù đó. Ừ. Rồi anh ủ lại qua 2-3 ngày nó cũng bình thường ha. Cũng bình thường ha. Cũng bán bình thường không gì hết. Dạ. Ừ. À, kinh nghiệm trồng rẫy của mình đây được bao nhiêu năm rồi anh Quắn? Anh chắc hồi 9 tuổi tới giờ đó, 12 tuổi là anh biết trồng rồi, đó yeah. Dưa hấu rồi sau mới chuyển qua trồng ba cái gãy dưa leo với bầu bí này khoảng mười mấy năm rồi, chắc 15 năm rồi. 15 năm nay ha. 15 năm. Dạ. Yeah. Chắc có lẽ là kinh nghiệm lâu vậy rồi, chắc có lẽ là từng trải qua rất là nhiều giống bí đao đúng không? Dạ. Yeah, nay trồng sen hồng nay là năm thứ hai đúng không? Đúng. Dạ, thì nói chung là rút lại cái là so giữa sen hồng và cái giống khác thì thấy như thế nào anh Quắn? So cái giống sen hồng với mấy cái giống của công ty khác thì cái giống sen hồng này cái sức đề kháng nó mạnh. Sức đề kháng mạnh. Trái nó nhiều. Trái nhiều. Năng suất của mình nó có, còn mấy giống khác thì cái năng suất nó không bằng. Dạ. Cái độ sinh trưởng nó không bằng. Dạ, em trái thấy. Nó, trái nó thưa hơn. Trái thưa hơn ha. Dạ. Thấy anh Quắn canh tác cái bí là nó bò, nghĩa là cây nó khỏe. Anh thấy nó kháng được cái ngụ đầu mà bà con mình trồng bí hay sợ đó, bị thung cái đầu lại đó. Anh thấy nó kháng được cái đó tốt không anh Quắn? Nói chung mà nguyên ba công của anh khoảng chừng 10 giây nó bị thảm thôi. Chừng 10 giây ha. Chừng khoảng dạ. 10 giây thôi. Ừ, mà cặp dạ. Bự ganh gần giường ta đó, một hai giây khoảng chừng chục giây trở lại à. Chục giây lại. Nguyên dạ. Đám không thấy, không dạ. Có bị thảm. Thưa bà con mình thì anh Quắn cũng vừa chia sẻ một vài cái thông tin nói về giống bí đao sen hồng SH64. Thì giờ không để bà con mình chờ lâu nữa, Trung mời bà con mình cùng Trung và anh Quắn mình đi dài dài đây mình tham quan coi tổng quan cái ruộng mình nó lực nó như thế nào ha anh Quắn ha. Dạ. Hồi nãy là ý anh nói là cái trái đôi là ra là cái nó giống vậy đúng không anh nè, hai trái liên tiếp nè ha. Đúng rồi. Lên đây bỏ mắt rồi có trái tiếp nè ha. Đúng rồi. Ừ. Tỷ lệ ra trái nó tốt đúng không? Dạ. Lên đây là trái tiếp nè. Đúng rồi. Và cái đọt vẫn rất là mập lên đây. Ôi trời, đây ba nụ liên tiếp luôn anh. Cái đôi là nhiều khi nó đậu cặp luôn. À, ngay đây là hai trái luôn hả? Hai trái luôn. Dạ. Dạ. Nó cũng như gì nè. Đây. À, nó là đôi nè. Dạ. À, hai mắt là hai trái luôn.
Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, chùm bên năm trái nè. Bí đao thì hái chắc là nhanh có ký đúng không anh Quán? Dạ. Cắt từ đây tới đó là muốn đựng bọc à. Nó nặng ký, nó dạ. Nặng. Dạ. Hái dưa leo rồi đồ que rồi cực chứ bí này hái chút xíu ha. Đúng rồi. Trái nè. Khỏe hơn, mình đi trên clip nó khỏe. Dạ. Mình nhẹ nhân công. Dạ. Chỗ này nhiều quá, chỗ này từ đây lên tới đây nó ra đây nữa, nếu mà đến đây nó đậu mạnh. Đây về đi ra đậu nè. Dạ. Nó bóng bóng trái vậy là đậu rồi đúng không? À, bóng trái. Dạ. Đậu rồi. Về cái kỹ thuật mà trồng á anh, thì anh cho em hỏi thăm là mình đối với cái con côn trùng thì mình sợ con gì nhất ta? À, thường thường thì qua tới tháng 2, tháng 3, tháng 4 á, thì bỏ chỉ nó nhiều. Bỏ chỉ nhiều. Bỏ chỉ nhiều. Còn dạ. Cái mùa đông xuân này thì bỏ chỉ nó nhẹ, chỉ sâu thôi. Sâu là nhiều ha. Sâu nhưng mà sâu không đáng ngại đâu. Dạ. Mình cứ dằn dịch nó chết rồi là rồi. Dạ. Ở đây bỏ chỉ thì mình hay ngừa nó bằng cái thuốc gì là hiệu quả thường nhất à? Xài trái cà không? Trái cà, Radiant đó. Radiant. Radiant đó ha. Dạ. Ừ, cứ ngừa ha, mà định kỳ là bao nhiêu ngày mình xịt lần lần anh, nói đối với mùa nắng này chẳng hạn như mình xịt nó chết rồi thì nó không có đết thì khoảng chừng 4-5 ngày. 4 ngày xịt lại. Còn nó có nhiều thì mình 3 ngày. Dạ. 2 ngày 3 ngày mình xịt. Dạ. Ngừa nó vậy đó. Dạ. Đây như bà con mình xem hai bên ha, cây nó phát triển rất là khỏe nè, rất là đều với nhau nè. Đọt nó còn sung quá, đọt nó im lắm. Bò lúc luôn mà. Đây. Dạ. À, nếu mà cái này đấy. Cái dạng bí này mà nếu mình rải phân thêm dưới đường mương nữa, có thể mình kiếm thêm một công khoảng chừng 500 kg hay 1 tấn nữa đó. Dạ. Là tức là công khoảng chừng 5 tấn, 4 tấn, 5 tấn. Công 4 5 tấn ha. 4 5 tấn. Dạ. 5 tấn là khỏe. Đây thấy anh một cái clip vậy là được mát không ta? Này lọt lòng nó từ mít đây qua đây là khoảng 1m2. 1m2 ha. Đồng chồng này là chồng gọi là clip chiếc nè. Clip chiếc. Là trồng một bên leo luôn đó, leo luôn. Là trồng bên một. Trồng dạ. Một mé một. Còn ví dụ như sau cái vụ bí này thì mình trồng lại cái khác thì mình có đổi vàng ở đây được không? Khỏi cần đổi. À, khỏi luôn ha. Mình xử lý cho nó tốt thôi. Gãy vôi rồi mình móc sình đồ lên cho nó thoáng clip đó nó nữa sau này gãy nó mạnh lắm. Nè, anh coi nè, rễ nó ra nè. Trồng đường bên đây mà để nó bò ra tới bên này luôn nè ha. Nó ăn rễ mạnh lắm. Dạ. Mình có thể mình gãy phân với đường nước này mới mốt nó ăn luôn dưới luôn. Ăn vô đường nước luôn ha. Mình khỏi cần dỡ một phủ lần hai, tại vì mình có lúc đó mình có tống rồi. Dạ. Mới khoảng chừng được độ khoảng chừng 4-5 lá rồi mình tống rồi. Dạ. Lúc đó mình âm một công là một bao rưỡi. Sau mình âm thêm công bao rưỡi nó là 3 bao. 3 bao. Rồi sau đó mình muốn ăn cái dàn trái này khoảng chừng từng lễ 10 bữa mình gãi thêm với mình luôn. Dạ. Đây về đây gì đây gãi mưa nó phân xuống nó ăn tiếp tục. Là gãi nó xuống nó ăn luôn. Ăn luôn. Dạ. Bây giờ gãi nó ăn xuống đây nè. Dạ. Mình gãi phân là tự động nó lộn nó ăn luôn. Đây chủ yếu là đi phân gì anh? 16-8 hay là 20-15? Anh thì gãy hôm đó gãy humic viên của mình á. Humic viên. 20-15. 20-15 trộn vô. 3 màu. Trộn trộn vô. Tỷ lệ sao ta? Ví dụ như một bao này hai bao kia, đây cái bao humic nó 25 kg ép viên á là hai bao humic, một bao 20-15. Rồi cái lượng humic nó nhiều hơn vậy đó hả? Humic nó nhiều. Tại vì lượng humic nó nhiều thì cái dàn lá nó đẹp lắm. Dạ. Cái dàn lá nó xanh mà nó ăn nó bền. Nó giúp cái bộ rễ khỏe. Khỏe. Dạ. Bền hơn. Dạ. Còn thải hóa học nhiều thì cái đất mình hơi dài. Dạ. Cái humic là cái giống như humic cái bịch mình tưới của. Nhưng mà nó giờ nó ép viên. À thành viên đó ha. Thành viên đó nó làm như quy sinh mình đó. Dạ dạ. Quy sinh vậy đó. À đó. Nó làm thì nó đạt hơn. À trộn chung với 20-15 gãi luôn. 20-15 gãi vô. Dạ. Dễ ra khỏe lắm, mạnh dàn trái nó đẹp. Dạ. Ăn nó dai nó bền. Nè, trái đẹp cực kỳ ha. Hôm nay là bẻ nhiều. Rồi mình đây bẻ buổi chiều ha. Bẻ chiều về nhà tịnh chứ tịnh hôm nay tịnh không kịp tại sao còn bẻ dưa leo nữa. À. Kia bẻ dưa leo. Mẫu mã trái thì cơ bản là đồng thanh đồng thủ, trái đẹp ha. Trái đẹp. Trái nó có bông sao rất là đẹp nè. À. Màu đẹp. Màu đẹp. Nó như trái bí nó tươi vậy đó, nó tươi ra chợ nó dễ bán lắm. Dạ. Dạ. À. Ủa, giờ dài này dây nó bò khỏe ra cái bắt đầu nụ trên nó xỏ xuống nè anh Quán. Cái nụ ở ngoài xa này nè, có thể nó dài hơn trái ở trong thân nữa. Dạ. Trong thân nó hơi ngắn nha, nhưng mà lên trên nó dài ra lên đúng không? Trên nó dài ra, nó dài, có thể nó dài hơn gan luôn. Dạ. Thấy cây bò khỏe nè, giờ đọt còn mập lù luôn, như cái đọt bầu luôn, bí đau mà như đọt bầu luôn. Bí đó, mập. Dạ. Dạ con chào chú. Chú cho con hỏi thăm là nay chú đi sang bên ruộng của anh Quán đây, chú tham quan giống bí đao, chú thấy như thế nào chú? Tôi cũng có trồng nữa nhưng mà cái giống này thì nó đạt lắm. Nó đạt như thế nào chú?
như mình trồng là cái mùa này là giống này thường thường là 6 tấn 7 tấn đó, trái dữ dội lắm. Dạ, có nghĩa là chưa thấy được cái khả năng phát triển của giống như nào ta? Cây giống nó... thì nó mạnh mà nó lại trái đẹp thị trường ưa nữa. Dạ, còn mẫu mã trái đây thì như thế nào chú? Mẫu mã trái thì nó rất là đẹp, đẹp hơn mấy cái giống khác cũng như nào quay coi. Dạ. Nó bông sữa mà nó trái nó xuông. Trái xuông ha. Cái cây chú thấy cái khả năng mà phát triển của giống như nào, cây nó mạnh, nó khỏe, nó kháng bệnh tốt không? Khỏe ghê. Mùa này tôi xịt hồi nhỏ tới lớn tới giờ tới bẻ luôn là có 3 cử đó. Dạ. Ừ. Hồi nhỏ tôi xịt như cử dưỡng với mà sâu rồi hai cử rồi tôi xịt cái nữa là tôi bẻ luôn. Cũng do nơi mình ấy, mình do nơi mình canh tác nữa. Cái thứ nhất á là cũng như đổi thừa giống là đổi thừa không được, tại vì tới có mấy ông mà làm không theo dõi, làm tới khi nụ xuống gộ rồi đó, cái đem thuốc sâu thuốc gầy rồi đưa vô mạnh là nó chuỗi dân à. Ừ, phải sử dụng các loại thuốc mát ha. Ờ dạ, rồi chú chứ lại đó. Lại mình xịt là trước khi nó ra qua mấy cái đợt nụ nào nó đậu nhiều thì hạn chế thuốc sâu thuốc gầy lại. Dạ. Chứ có người nó đổi thừa giống này kia nọ là không có thấy. Dạ. Thì đối với bí đao thì mình nên xài những cái loại thuốc mát đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình xịt thuốc cũng tránh khi cái lúc nở gỗ. Dạ. Có dây của tao là 7 trái luôn. Dạ. Được. Chắc thấy hàng ha. Đào hết. Tại cái giống này lá nhuyễn hay gì ta? Lá nó là dạng lá xẻ sâu. Không có lá nhuyễn gì luôn ha. Dạ. Tốt cái nào cũng lá gì ha. Đúng rồi, thứ nhất là lá nhuyễn. Nhuyễn anh nhìn thấy là cái lá nó xẻ cái thì sâu vô đó. Nên là nó kháng bệnh rất là tốt. Như lá xẻ sâu. Dạ. Thì là đạt rồi. Mẫu mã trái anh thấy nó sao? Như vậy ok rồi, còn gì nữa. Ừ. Trái màu cũng sáng. Màu sáng đúng rồi, y chang như anh Quắn này, anh có dẫn đi vòng vòng anh khen màu trái sáng à, bạn hàng người ta khoái cái dạng trái vậy nè. Này đem ra ngoài là khỏi chơi luôn rồi, đem ngoài là bạn hàng là vô là quất liền. Trái đẹp nó suông nó thẳng nè, chứ nó không có cong hung thẳng mà cái mặt nó sáng không cong chứ lãi năm chèo, nó ra tới năm chèo đó, nó ra tới năm bơi đang gã lãi bỏ bớt vừa hai hạt chứ đọt cái. Đáng lẽ này mình lãi thêm chèo nữa là mình chừa hai thôi. Cứ lần đọt cái với chơi chèo là nó không mạnh nữa. Theo anh để anh muốn bẻ gỗ ha, là anh để cắt đọt để ba chèo là gỗ lúc gỗ luôn. Không cắt đọt cái sau này cái dàn đọt ông không có lực bằng này đâu. Mẹ kia bên kia nhớ em cắt đọt đó. Hai trái nè. Cái dàn đọt nó không bao giờ lực. Ba trái rồi. Thằng này là nó bò phủ thùng luôn. Ví dụ đây là trái nữa nè. Kính thưa bà con, thì vừa rồi quý bà con mình cũng vừa xem xong cái phóng sự ngắn nói về giống bí đao sen hồng Đá Thác 64 được chỗ bà con nông dân trồng tại trên đất Đồng Tháp. À, thì cuối lời Trung cũng xin phép được thay mặt toàn thể Nam Công ty Sen Hồng kính chúc quý bà con là được nhiều sức khỏe và luôn được trúng mùa trúng giá cùng hạt giống sen hồng nha bà con. Trung xin chào và hẹn gặp lại quý bà con mình ở những phóng sự lần sau nha.